xin chư vị mở trang 52 Câu L Đới nghiệp vãng sanh là vượt qua sáu đường luân hồi Nghiệp chướng tự nó tự bế tắc Từ lực phải tự mình đoạn diệt Nghiệp chướng để tiến tới Đúng không chư vị? Đây là những điểm khác nhau Pháp tu đới nghiệp vãng sanh có nghĩa là mang nghiệp để vãng sanh mình không phải là phá tất cả những cái nghiệp chướng để mà vượt qua sáu đường luân hồi còn tự lực không phải là đem cái nghiệp mang cái nghiệp qua khỏi bể khổ luân hồi mà phải tự đoạn diệt cho hết tất cả những nghiệp chướng đó để mà vượt qua sanh tử cho nên khác nhau là ở chỗ này Chính vì nhờ cái đại nguyện của Đức A-di-đà mà mình được Ngài đưa qua sáu đường luân hồi. Và nghiệp chướng từ đó, nó không còn dính mắt tới mình nữa. Cho nên trong kinh vô lượng thọ Phật nói là đi về Tây Phương cực lạc thì nghiệp chướng tự bế tắc. Ác đạo tự bế tắc. Cho nên Phật mới tuyên dưỡng đây là một pháp môn tối vi diệu. Tối vi diệu. Và Phật giới thiệu cho chúng ta trong thời mạt Pháp này nên đi theo cái Pháp môn niệm Phật để được băng ngang qua sáu đường luân hồi, băng ngang qua nghiệp chướng mà thành tựu. Còn tự lực thì với căn cơ của chúng sanh trong thời này rất là khó, rất là khó. Cho nên Phật giảng ta cố gắng trì giữ câu a di đà Phật. Mà trì giữ câu a di đà Phật thì xin chư vị nắm cho vững những cái cái tông chỉ của cái Pháp môn niệm Phật đó là lòng tin chính tâm phải vững và nguyện vãng sanh tây phương tha thiết ví dụ như ở đây chúng ta phải nhớ là muốn vãng sanh về tây phương cực lạc thì không nên tham chấp vào cái thế gian này nhiều quá trong tình độ tông ta gọi là yếm là thấy cái thế giới này mệt quá đi mà chết luôn đấy làm cái gì cũng khó khăn vô cùng trở ngại vô biên chướng nạn trùng trùng chướng nạn từ nghiệp chứng trong quá khứ chướng nạn từ những cái u mê của mình mà chướng nạn từ những cái dòng đời tâm người phá hoại đủ thứ hết trơn nhiều lắm chưa vậy ơi. chướng nạn không có bao giờ giải tỏa được đâu đừng có bao giờ nghĩ rằng năm sau chướng nạn ít hơn năm này mà chúng ta cứ nghĩ là hàng năm chướng nạn nó càng tăng lên Mong cho vị hiểu thấu Cho nên khi mà có một sự cố nào Vì còn hiểu thấu Để mà quyết định mà đi Câu M Vãng sanh xong đương nhiên ta trở thành Bồ Tát Còn kẹt là đây ta vẫn còn là phàm phu sanh tử luân hồi Đúng không chưa vậy? Câu này nó rõ ràng quá Nếu mà đem cái pháp môn mà tu hành ra Thì chúng ta nói cái này nó thấm kia lắm Sanh tử luân hồi phàm phu ở tại cái cõi này có hay, có đẹp, có cao, sang, giàu, có Đến đâu đi nữa thì phàm phu vẫn là phàm phu Tội chướng vẫn là tội chướng và ách nạn Còn là đọa lạc vẫn còn nguyên vẹn Không cách nào có thể giải tỏa được Đời này ta có thể là giàu sang phú quý xe hơi nhà lầu gì đó xung xuê Nhưng mà xin thưa với chư vị đừng có chấp vào đây đừng có bao giờ tướng đây là tất cả hoàn toàn không phải hoàn toàn không phải chẳng tin chư vị cứ tự sót lại coi cho nên xin thưa với chư vị phật dạy là tu phước thì tốt nhưng mà còn tham đắm vào phước thì mình để được phước trong tương lai nhưng mà hưởng hết phước rồi họ nó sẽ đến chính vì thế mà chúng ta phải biết Hãy con kẹt lại đây thì phàm phu vẫn là phàm phu trên tử Nhưng mà rồi sau cái dạng phàm phu là một loại người này Chúng ta sẽ nằm trong phàm phu của cái loại đọa lạc trong ta mát đạo Mà không hay hiếu đạo Phật rồi mình thấy rõ rệt lắm Cho nên xin như vậy càng nghe mình càng phải hiểu rõ để mình quyết lòng mình đi Đừng có nên tham chấp chỗ đây nhiều quá Tất cả những biến cố đến làm cho dâm ngộ ra Ngộ ngộ từng phút từng giây để mà đi quyết lòng đừng nên kẹt lại đây nữa chết vãng sanh trong tiền đương nhiên ta trở nên bồ tát chư vị thấy không một phàm phu thế này mà chỉ cần thành tâm trí kính nghe lời phật dạy niềm câu a di đà phật quyết lòng về tây phương hãy về tây phương đương nhiên ta thành bồ tát không cầu gì bây giờ ta đã bồ tát trên bồ tát dưới bồ tát trong tất ngoài chỉ ở đây cả hay vãng sanh trong về tây phương đương nhiên ta trở nên bồ tát cho nên mình thấy những lời này nữa thấm thiết vô cùng một phàm phu mà nếu biết lấy cái lòng trong thành lòng cung kính lòng lắng nghe phật dạy ta cứ vậy mà ta đi ta thành bồ tát hay hơn là tranh nhau làm chi từng chút từng chút phải không rồi trong nhau làm chi từng chút từng chút để bị kẹt kẹt trong đường đọa lạc đau khổ vô biên chính vì thế mà chư vị thấy hồi giờ có chư phật nào mà đi tranh với chúng sanh không không bao giờ có đâu ngày mà đức thế tôn còn tại thế ngài ngồi trong thiền ngài muốn cứu chúng sanh mà ma vương cứ bao vây tìm cách hãm hại ngài ngài vẫn lặng lờ ngài thương chúng sanh ngài biết một cái vị ma vương đó mà biết khai tâm tính ngộ niệm phật tu hành cũng vẫn thành đạo như thường nhưng mà chúng ta nói là cái ông vô não Ông vô não thực ra ông là một người hiền Nhưng mà bị một người sư phụ Tìm cái cách thảm hại Bày cho ông ta Một cái, cái, cái cách chứng đắc Là phải giết cho được Một ngàn người Ông ta vì mê mờ nghe cái lời Của người sư phụ đó cho nên giết người Hãy Giết một người nên lắc Cái chương cái, 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 cái tay đó đeo vô trong người Ông đeo cho đến 999 người rồi còn một người nữa để mà thực hiện chứng đắc đó Ông mới tìm cách giống còn ai nữa rồi Ai có dám tới gần ông ta đâu Còn có người mẹ Sau cùng để giết người mẹ Nhưng mà cái lúc sau cùng đó Thì Đức Thế Tôn đi ngang thấy vậy À thôi đừng giết người mẹ Giết cái ông này này <laughs> Con người Ở cái thế gian này Nguy hiểm vô cùng Một người hiền mà biến thành người ác Tại vì cho cái hoàn cảnh nó tạo ra như vậy Một người ác như vậy Mà gặp một người hiền là Đức Thế Tôn Ngài nói một câu Ta đã ngừng rồi, tại sao nhà ngươi không ngừng? Ở đây chưa vị gặp ai, mà nói, tôi ngừng rồi, tại sao các ông ngừng? Những người đó có ngừng không? Không có. Nhưng mà nếu có Đức Thế Tôn đứng đây, đấy, ta ngừng rồi, tại sao các ngươi không ngừng? Thì một lời nói của Đức Thế Tôn nó có cái trọng lực mạnh lắm. Nó có cái năng lực nó xuyết thắng vào cái tâm đen của người ta, làm cho người ta giật mình, tỉnh ngộ. Ngộ ra thì thành đạo. Đại ác, buông đồ đau xuống, lập địa thành đạo cho nên mong chưa vị hiểu được như vậy chúng ta phải biết thương chúng sanh, thương chúng sanh mà cứu nhau. Ta không có năng lực nào khác, chúng ta biết cái pháp hộ niệm, chúng ta cố gắng phát tâm dũng mãnh mà làm đạo. Diệu âm thường hãy nói, hãy một khi phát tâm thì chướng nạn sẽ đến. Chướng nạn nó đến, có nhiều người thấy cái chướng nạn đó, thì rúng trí, tâm bất an, Thôi lui thối lui thì ta kết bè với chúng tranh đi con đường đọa lạc. Chứ nếu một người thực sự có tâm đạo thì những cái biến cố nó đến nó giúp cho cái tâm trí của chúng ta vững vàng. Nghị lực chúng ta vững vàng. Có vững vàng như vậy chúng ta mới đi thẳng về con đường Tây phương cực lạc mà thành đạo. Nếu mà chúng ta lui một cái thì chúng ta kết bè kết bè với nhau trong một vài năm để cùng nhau đi vào đổ lạc mong cho vị hiếu như vậy mà mới phát tâm tất cả đều phải phát tâm vững mạnh làm đạo phải còn hiểu cái chỗ này thì mới cứu được chúng sanh khó lắm đấy không dễ đâu đời mà pháp mà câu n về tây phương cực lạc ta chỉ hưởng an vui cho cá nhân ở lại đây ta mới có cơ hội cứu độ chúng sanh đúng không như vậy Xài. sai quá rồi phải không? cho nên có những người cứ tưởng là người ta ở lại đây người ta cứu độ chúng sanh cứu được cái gì đây? hoàn cảnh hỗn loạn tâm chúng sanh mê mờ điên cuồng trong những cái cảnh hỗn loạn đó tạo nghiệp trùng trùng tạo nghiệp trùng trùng nghiệp trước nghiệp sau dồn lại làm sao chúng sanh có hy vọng thoát vòng sanh tới đây? mà khổ nỗi chúng sanh không có nhận ra cái sự giải thoát là quý thành ra chư phật cũng đành chịu thua hiểu được như vậy chúng ta mới thấy biết được đường giải thoát là tự chúng ta phải giác ngộ và phải gìn giữ chứ không thể nào mà bắt tất cả chúng sanh phải đồng với chúng ta gìn giữ được có duyên chúng ta khuyên nhau một vài lời Không duyên chúng ta phải biết kết hợp chặt chẽ với nhau Quyết lòng cứu độ những người có duyên với ta Để mà cùng nhau trở về Tây Phương Nếu mà chúng ta sơ xuất nhất định Chứ vì không hướng được một một cái cơ hội nào gặp lại chánh pháp Trong đời sau đâu nhé Mong chư vị nhìn hiện tượng đây không dễ gì trong đời sau chúng ta gặp lại được chánh pháp độc chư vị ơi. Nó thật sự như vậy. Nếu mà trôi qua cái cơ hội này, đời đời kiếp kiếp về sau chúng ta phải chịu đoa lạc đắng cây đấy. Vững tâm, vững chí đi. Quyết lòng, kiên trì đi. Tôi luyện, trí hướng đi. Giúp người, giúp ta, giúp được người thân của ta người nào có duyên ta giúp người nào không có duyên cũng phải đành chấp nhận phật không độ kẻ vô duyên ta làm sao có thể cứu người vô duyên đây chứ vị có đồng ý điểm này không câu ô về tây phương cực lạc thành đạo ta mới cứu được chúng sanh ở tại đây ta bị chúng sanh lôi đi đọa lạc đúng không chưa vị? câu này trả lời câu trên Câu trên làm tiền đề cho câu này Có nhiều người nói Ở đây ta mới có cơ hội cứu độ chúng sanh Thực ra ở đây ta có cơ hội lôi kéo chúng sanh vào hòm lửa Thì có Còn ta về trên Tây Phương rồi Ta mới cứu độ được chúng sanh Chỉ còn một cái hiện tượng vãng sanh ra đi tốt đẹp Của chư vị cũng tạo được cái niềm tin sâu sắc cho nhiều người có duyên để mà họ quyết lòng niệm phật vãng sanh chỉ còn mà chư vị đi vào con đường đấu tranh gì đó tham sân si mạng gì đó nổi lên chư vị dù có hay ho cho mấy mà khi ra đi thân tướng cứng đơ mặt mày hải kinh trời ơi Bao nhiêu sự thất vọng náo nề của chúng sanh đang từ cái hiện tượng này mà làm cho họ mất hết niềm tin về Phật Pháp. Cứu được ai đây? Khi mà không còn niềm tin vào Phật Pháp thì họ lăn xá vào việc đời, tạo nghiệp và chống bán Phật Pháp. Nghiệp chướng trùng trùng làm sao cứu được? Mong cho vị hiếu được như vậy mới thấy đi về Tây Phương Vãng sanh về Tây Phương Một là chúng ta thành đạo Hai là cái công đức vãng sanh của mỗi người chúng ta Tự nó đã có vô lượng vô biên rồi Trong kinh Phật có nói mà Chỉ cần một thành quả là đi về Tây Phương Thì vô lượng vô biên Ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc của chư vị Trong quá khứ bị đồ lạc Nhờ cái công đức này mà thoát vòng tam đồ vô lượng vô biên chúng sanh đã hướng rồi cho thấy ông như vậy rồi bao nhiêu người trong hiện tiền nhìn đó mà bắt dứt đi theo bỏ đi cái tham sân si mạng bỏ đi sự đấu tranh kiên cố bỏ đi những cái mà tì hiềm đấu kỳ với nhau để gì để một lòng niệm phật trở về tây phương mong chư vị một lòng tới đến niệm phật càng ngày càng mới rộng tâm lượng ra chư vị ơi để mà chúng ta làm đạo đó là cái lò thử thách Trôi luyện tâm trí Tu hành của chúng ta đấy Chứ không phải là Không có lợi lạc đâu Mong cho vị hiểu được như vậy Bình tâm lặng trí Quyết lòng niệm Phật Để cùng nhau Thanh tựu đạo quả Nam mô A Di Đà Phật